Xin chào các bạn. Như chúng ta đã biết thì cái Galaxy S3 nó không có chú trọng nhiều về cái cấu hình phần cứng, mà Samsung đã trang bị cho nó rất là nhiều những cái tính năng mới, phần mềm mới, cũng như là những cái chức năng liên quan đến cái cảm biến của máy. Thì hôm nay trong cái video này mình sẽ trình diện cho các bạn thấy những cái chức năng mới đó là gì và cũng như là cái cách sử dụng nó. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái giọng nói của mình để mở khóa cái máy này. Bây giờ sẽ mở lại. Mở. Mở. Đó. Chúng ta có thể dùng bất cứ một cái từ nào, chúng ta có thể cài đặt bằng cái từ mà bạn muốn để mà mở khóa nó. Giờ mình sẽ thử lại. Camera. Đó, khi mình nói từ camera thì nó đã khởi động cái trình chụp ảnh từ cái màn hình khóa của máy luôn. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Tin nhắn. Đó. Rất là hay. Thì cái chức năng đó nó nằm ở trong cái phần cài đặt, và bạn vào cái Samsung Unlock Option và cái đánh dấu vào cái dòng này, Wake up in Samsung Unlock. Sau đó vào dưới đây thì ở đây nó có bốn cái Wake up function, có nghĩa là bốn cái chức năng. Bạn có thể cài đặt cái giọng nói của mình để thực hiện một chức năng nào đó. Ví dụ như trong cái chức năng thứ nhất mình chọn là Unlock, có nghĩa là mở khóa màn hình. Ngoài cái đó ra thì bạn còn có những chức năng khác, ví dụ như là kiểm tra tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hoặc là mở camera. Đó, bây giờ mình sẽ thử cài đặt một cái chức năng cho các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ chọn cái chức năng là chơi âm nhạc. Đó. Tap the button below then say the word or phrase you want to use as the wake up command 4 times. Nó sẽ nói với các bạn là phải bấm cái nút này, sau đó bạn nói cái từ mình lệnh 4 lần để nó nhớ và hiểu cái từ đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Chơi nhạc. Chơi nhạc. Chơi nhạc. Chơi nhạc. Đó, sau khi nói 4 lần và nó xác nhận đúng cái từ đó thì nó sẽ hiện ra cái màn hình này. Bạn bấm vào nút đơn. Vậy là xong. Bây giờ mình sẽ trở lại cái màn hình khóa máy lúc nãy và mình nói chơi nhạc. Đó, như này nó sẽ tự động mở cái trình chơi nhạc lên và phát cái bài mà chúng ta đang mở trong đó. Đó là về cái chức năng ra lệnh bằng giọng nói. Và trong cái phần setting ban nãy, mình vào lại đây, nó sẽ có một cái phần đó là camera unlock. Cái cách này là nó có chức năng là khởi động cái trình chụp hình camera bằng cách là chạm và xoay màn hình. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy. Đây là màn hình khóa. Mình chỉ cần nhấn vào bất cứ một điểm nào trên màn hình, ví dụ như điểm này, sau đó mình xoay ngang thì nó sẽ tự động khởi động cái camera lên rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn thấy rõ. Cái động tác này bạn chỉ có thể làm được khi bắt buộc là phải để máy đứng như thế này, chạm vào một điểm, sau đó xoay ngang. Đó là nó sẽ khởi động cái camera ngay lập tức. Và nó chỉ làm được từ cái màn hình khóa máy mà thôi. Bạn không thể làm cái cách đó từ cái màn hình home screen này được. Rồi, đó là về cái camera unlock. Một cái chức năng mới sử dụng cái công nghệ theo dõi mắt người rất là hay, mà Samsung có nói đến, đó là cái chức năng Smart Stay. Cái chức năng này nó có tác dụng là giữ cho màn hình luôn luôn sáng. Bình thường khi bạn thấy nếu mà mình không bấm vào màn hình, sau một khoảng thời gian nào đó nó sẽ tự động tắt màn hình và mình phải mở lên lại. Sẽ rất là phiền phức nếu mà mình đang lướt web hay đọc sách hoặc là xem một cái gì đó lâu trên màn hình. Thì cái công nghệ, cái chức năng Smart Stay nó sẽ giữ cho màn hình luôn luôn bật. Miễn là bạn đang nhìn vào màn hình thì cái camera phía trước này nó sẽ nhận biết khi nào bạn đang nhìn vào nó, thì nó sẽ giữ cho màn hình luôn luôn bật và không bao giờ tắt đi. Khi bạn nhìn sang chỗ khác hoặc là bạn để điện thoại xuống bàn thì nó mới tự động tắt. Để bật cái chức năng đó thì bạn vào phần cài đặt setting và phần display và chọn cái Smart Stay. Đó, nó sẽ nói một số trường hợp nó không thể làm, nó sẽ không làm việc được. Ví dụ như là sử dụng trong môi trường thiếu sáng,
hoặc là camera trước bị che không thấy được mặt bạn thì nó sẽ không làm việc được. Mình đang để cái thời gian màn hình tự tắt là 15 giây, có nghĩa là sau 15 giây mình không làm gì hết thì nó sẽ tắt màn hình. Và sau khi mình bật lên thì bạn nhìn ở phía trên đây, ở phía trên cái thanh trạng thái này nó sẽ nhấp nháy cái biểu tượng hình con mắt. Hình con mắt có nghĩa là cái chức năng Smart Stay đã được bật. Bây giờ mình sẽ đếm khoảng 15 giây coi nó có tự động tắt hay không. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Đó, các bạn có thể thấy là mình đã đếm tới 17 mà màn hình vẫn chưa tự động tắt và cái biểu tượng con mắt nó vẫn nhấp nháy trên cái thành trạng thái. Cái chức năng này nó rất là hay, nó rất là hữu ích khi mà bạn đọc sách hoặc là lướt web, và khi bạn vô tình bạn ngủ quên hay là gì đó, bạn đặt máy xuống thì nó sẽ tự động, khi đó nó sẽ tự động tắt màn hình để tiết kiệm pin giùm bạn. Cái chức năng tiếp theo mà mình muốn nói về con S3 này đó là Motion, có nghĩa là cảm ứng chuyển động. Trong đây Samsung có liệt kê rất là nhiều chức năng. Ví dụ như là khi bạn đang xem một cái danh bạ nào đó hoặc là đang nhắn tin với ai đó, bạn chỉ cần cầm máy đưa lên tai nghe thì nó sẽ tự động gọi người đó luôn, chứ bạn không cần phải vào danh bạ. Cái chức năng này rất là hay. Ví dụ như buổi tối bạn đang nhắn tin với người yêu chẳng hạn, khi đến một cái cao trào nào đó thì bạn chỉ việc đưa máy lên tai là nó sẽ gọi ngay lập tức, rất là nhanh. Ở đây nó có hướng dẫn bạn cách làm và cũng như là cho bạn thử luôn. Ví dụ đây là cái màn hình nhắn tin khi mà mình đặt lên tai, đó là nó sẽ tự động gọi người đó và mình không cần phải bấm một cái nút nào cả. Trong đây còn rất là nhiều chức năng khác, ví dụ như là Pick up to be notified, có nghĩa là khi bạn máy đặt trên bàn và bạn cầm máy lên, nếu mà trong cái thời gian đó nó có cái tin nhắn mới hoặc là cuộc gọi nhỡ thì nó sẽ rung một cái cho bạn biết. Hoặc là gõ vào máy hai lần để chuyển nhanh đến một cái danh sách nào đó. Ví dụ khi mình mở cái danh bạ của mình có rất là nhiều người và mình, ví dụ mình đang xem ở phía cuối danh sách, bây giờ mình muốn lên đầu trang thì cách nhanh nhất đó là mình gõ vào cái phía đầu máy hai lần, đó thì nó sẽ tự động chuyển lên phía đầu rất là nhanh. Mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn thấy, đó nó sẽ chuyển lên. Bạn có thể gõ ở đây hoặc gõ ở đây đều được cả, gõ chỗ nào cũng được, miễn là gõ phía trên. Ngoài hai cái đó ra thì nó còn rất là nhiều chức năng khác, ví dụ như cái này. Chức năng này nó ghi là khi có cuộc gọi đến hay âm nhạc hay đang chơi nhạc thì bạn chỉ cần úp máy xuống thì nó sẽ tự động tắt nhạc. Bây giờ mình sẽ trình diễn như các bạn thấy. Sẽ vào music. Bây giờ mình đang để trên bàn. Đó, khi mình lật lại thì nó đã tự động tắt nhạc. Khi có cuộc gọi đến thì bạn cũng có thể ứng dụng cái cách này để mà tắt tiếng nhanh. Galaxy S3 nó có một cái cách chụp màn hình khá là độc đáo. Trong khi những cái máy Android khác thì bạn phải bấm một cái số tổ hợp phím nào đó trên máy thì mới chụp được, thì S3 nó sẽ cho phép bạn chụp cái màn hình của máy lại bằng cách là vuốt tay từ bên trái qua bên phải hoặc là ngược lại và vuốt bằng cái cạnh bàn tay của chúng ta. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn thấy. Đó, giờ nó đã chụp được cái màn hình, chúng ta có thể xem lại. Cái cách vuốt này thì có thể nó sẽ hoạt động không chính xác ở trong một cái số trường hợp, ví dụ như màn hình vuốt được như thế này thì có thể là nó chụp không chính xác. Còn khi mình chụp một cái cửa sổ lướt web, đó thì nó sẽ chụp được chính xác cái cửa sổ mà chúng ta đang thấy. Thì cái cách chụp màn hình này tuy nó khá là lạ và độc đáo nhưng mà mình thấy cái cách sử dụng nó hơi là khó, bởi vì bạn phải
giữ cho toàn bộ cái cạnh này của bàn tay và chạm lên màn hình, sau đó vuốt đều từ một phía sang. Thì mình cũng phải tập làm quen với nó khá là lâu mới sử dụng được cái cách này, và không phải lúc nào cũng thành công. Đó, có một số trường hợp nó không có thành công, một số là được. Thì có lẽ là do mình chưa quen với cái cách hoạt động của nó. Một cái chức năng khác đó là liên quan cũng là về cái chạm tay đó. Mình có thể tắt tiếng âm thanh chơi nhạc bằng cách là chạm tay nguyên cả bàn tay của mình lên màn hình. Ví dụ bây giờ mình sẽ mở trình chơi nhạc. Bây giờ máy đang phát nhạc. Bây giờ mình muốn tắt cái âm thanh chơi nhạc này, mình chỉ việc làm như thế này. Đó, khi mình chạm lên thì nó sẽ dừng cái bài nhạc đó lại. Giờ mình sẽ làm lại cho các bạn thấy. Đó, trên đây không hề có bất cứ một cái nút điều khiển âm nhạc nào cả. Bạn có thể làm nó trên bất cứ một cái màn hình nào. Bạn chỉ việc chạm cả lòng bàn tay của bạn áp vào máy như thế này thì nó sẽ tắt cái âm thanh đó. Một cái chức năng tiếp theo rất là hay của Galaxy S3 đó là cái pop up video. Cái chức năng này nó sẽ cho phép bạn vừa có thể lướt web, vừa có thể xem phim trong khi đang lướt web hoặc là nhắn tin gì đó. Nó sẽ hiển thị một cái cửa sổ nhỏ trên đây để bạn xem phim trên đó. Để hiểu rõ hơn thì mình sẽ làm cho các bạn thấy. Bây giờ mình vào cái phần video, bật một cái đoạn phim nào đó. Ở dưới góc này nó sẽ hiển thị một cái nút, bạn bấm vào đây thì cái cửa sổ nó sẽ chuyển ra đây. Đó, bạn có thể cầm và di chuyển nó đến bất cứ vị trí nào bạn thích, trong khi mình vẫn có thể thao tác trên màn hình bình thường. Mình có thể vào trình duyệt web, vào tin nhắn, gõ tin nhắn. Đó, vừa xem phim vừa gọi tin nhắn luôn. Muốn tắt thì bạn chỉ việc nhấn nó một cái là nó sẽ tắt. Rồi, một cái chức năng tiếp theo đó là trong cái phần gallery, cái trong cái bộ sưu tập hình này, thì nó có sẽ tự động tác những cái tấm hình nhận diện gương mặt và tác những cái hình, những cái người có trong bức hình đó. Ví dụ khi mình bấm vào đây, các bạn thấy là nó sẽ tự động nhận diện ra hai gương mặt có trong hình. Và khi mình bấm vào, nhấn vào một trong những cái khung đó thì nó sẽ hiện ra. Nếu hình này là bạn thì bạn bấm vào chữ mi. Hoặc nếu đây là người khác có trong danh bạ thì bạn chỉ việc chọn tên của người đó. Ví dụ mình chọn đây. Sau đó nó sẽ hỏi mình là có muốn dùng cái hình này để làm cái hình đại diện cho danh bạ đó hay không. Mình bấm OK. Nó sẽ cho mình chọn cái khung hình. Chọn xong bấm nút Done. Rồi, bây giờ mình sẽ vào lại cái danh bạ. Đó, như các bạn thấy là cái người lúc nãy chưa có hình đại diện, nhưng mà sau khi mình tác họ vào thì nó đã tự động lấy cái hình gương mặt của người đó làm hình đại diện trong đây. Rất là nhanh, chưa hết. Trong cái hình đó bạn có thể làm rất là nhiều thứ khác. Ví dụ như khi bạn bấm vào tên người này thì nó sẽ hiện ra những cái shortcut, những cái nút nhanh, ví dụ như gọi, gửi tin nhắn, gửi email, hoặc là vào cái Facebook hoặc là Google cộng của họ. Những cái hình này, những cái hình và chữ này nó chỉ là cái phần phụ thêm thôi. Cái bức hình gốc của bạn vẫn được giữ nguyên chứ không có bị thay đổi gì cả. Ở đây mình đã có thêm một cái tấm hình khác với khoảng gần 20 gương mặt và nó đã nhận diện chính xác và đầy đủ tất cả những cái gương mặt đó. Rất là nhiều. Bạn có thể bấm vào đây để chọn đặt tên cho họ. Rồi, một cái khác nữa đó là trong cái giao diện menu ứng dụng này, Samsung đã cung cấp một cái chức năng mới là Uninstall. Nó cho phép bạn có thể gỡ bỏ nhanh một cái phần mềm nào đó mà không cần phải vào cái setting của máy. Ví dụ như khi mình muốn xóa cái Alexa, mình bấm vào đây. OK, rồi nó đã xóa rất là nhanh. Nhanh hơn trước đây rất là nhiều. Trong khi trước đây bạn phải vào setting rồi vào application để xóa, thì bây giờ bạn có thể làm cái điều này ngay từ cái màn hình menu của nó luôn.
xin cảm ơn các bạn.